Thưa thầy, con nên làm gì để chuyển hóa bố con, một người hay văng tục chửi bậy, sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, việc gì khó đến thân là khó chịu, ở nhà suốt ngày chửi vợ chửi con, không đi làm, không giúp đỡ việc gì, trong khi đó nỗi đau mất con trai còn đó thì mẹ con luôn phải đối diện chửi mắng của bố con. Nên bà dễ khóc dễ xúc động, dù con cố gắng hướng mẹ theo đạo Phật nhưng mẹ con vẫn đau khổ trong nỗi mất con và sự đau khổ do chồng mang đến. Con nên làm gì ạ để giúp mẹ con và chuyển hóa bố con? Có những cái phiền não á, mình cần phải có thể diệt trừ bằng cách mình tránh né. Thí dụ như á, bây giờ không lẽ giờ gia đình với nhau mình lục đục mình đi ra ở riêng thì nó kỳ, thì mình có thể tránh né bằng cách mình vô phòng mình đóng cửa lại, mình có thể tránh né bằng cách mình đeo tai nghe rồi mình mở pháp lên mình nghe. Còn nếu quý vị không mở pháp lên nghe, quý vị mở các cái chương trình như là bác sĩ tư vấn sức khỏe thì nó vẫn tốt như thường. Đó, thì đó là một cách để chúng ta tránh né đi, nghe làm chi để cho nó phiền. Rồi nếu như mà không tránh né được thì còn thêm một cách nữa là chúng ta phải học cách kham nhẫn. Tức là ai mượn mình không né làm chi, không né thì ráng chịu, đại loại vậy đó. Thì học cách kham nhẫn. Còn nếu như mà không kham nhẫn được thì mình tránh né đó. Chứ còn cái gì cũng muốn hết thì ở đâu ra? Còn riêng về cái người bố á, thì như thế này nè, theo như sư thấy cái kinh nghiệm của sư đối với nhiều trường hợp á, thì quý vị, cái người hỏi á, quý vị chưa có khả năng tác động đến bố của mình đâu. Mà người ta nói cái người mà sân nhiều á, ở trong kinh á, trong Tăng Chi á, Đức Thế Tôn nói cái người nhiều sân á, nó giống như là một cái đống phân vậy đó, mà càng quậy nó càng thối. Thì khi người ta đang nổi sân, người ta nổi nóng á, mình càng nói, mình càng tác động vô là người ta sân càng dữ nữa. Tại vì mình không có khả năng tác động. Cho nên á, là chúng ta hãy tạm né đi. Né không được thì kham nhẫn. Chứ còn mình chưa có khả năng đâu. Còn muốn có khả năng thì sau này làm ơn làm phước mình tu tập nha. Ráng giữ giới, ráng rải tâm từ đó. Rồi về sau từ từ rồi mình tìm cơ hội mình chuyển hóa sau. Chứ còn hiện tại bây giờ quý vị chưa có khả năng đó đâu. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.